Mến chào tái ngủ quý ông bà, cô chú và quý khán thính giả thân thương, thương đang xem chương trình thời sự Hoa Kỳ do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc quý vị tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, rất mong quý vị hãy dành cho MC và ban biên tập một lời yêu thương bằng cách bấm đăng ký kênh để ủng hộ Emily và Cộng sự. Và sau chương trình, xin quý vị hãy chia sẻ những nội dung hấp dẫn này đến với nhiều người hơn để cùng nhau tạo nên một cộng đồng ủng hộ Tổng thống Trump năm 2024. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Mỹ, Nhật, Hàn chính thức hóa hợp tác an ninh ba bên. Sau 18 năm ngồi tù oan, nạn nhân của Kamala Harris bất ngờ tố giác tội ác tay đình của bà này. Cuộc di cư của chính quyền Biden Harris khiến người Mỹ trở nên vô gia cư. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, vào ngày 28 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Nhật, Hàn đã ký kết thỏa thuận về khung hợp tác an ninh ba bên TSCF nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác an ninh giữa ba nước. Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lord Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Siwon đã đăng ký văn bản trên tại Tokyo. Trong bối cảnh hợp tác an ninh ba nước ngày càng sâu sắc nhằm ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa, theo bộ quốc phòng Hàn Quốc, thì đây là văn bản đầu tiên thể chế hóa những nỗ lực chung về hợp tác an ninh ba bên giữa các cơ quan quốc phòng, đưa ra định hướng và nguyên tắc chính sách cho các lĩnh vực tham vấn chính sách cấp cao, chia sẻ thông tin và tập trận ba bên. Theo thông cáo báo chí đưa ra sau buổi ký kết, theo đó các bộ trưởng của ba nước đã tái khẳng định bản chất không lây chuyển của kỷ nguyên hợp tác ba bên mới. Theo thỏa thuận Mỹ. Nhật, Hàn dự kiến sẽ tăng cường hợp tác để vận hành hiệu quả việc chia sẻ dữ liệu tên lửa của Triều Tiên theo thời gian thực và thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận chung. Sau 18 năm ngồi tù oan, nạn nhân của Kamala Harris bất ngờ tố giác tội ác Tây Đình của bà này. Quý vị thân mến, với những tội ác, thủ đoạn quá nhàm hiểm và sự bất tài của Kamala Harris, tại sao bà ta vẫn được làm ứng cử viên tổng thống của Hoa Kỳ năm 2024? từ lúc nó 25 tuổi bà ta đã biết dùng vốn tự có mà tiến thân vô tài bất tướng nghe bà ta cười thôi đã đã sợ rồi loại dùng tinh để tiến thân thì không thể nào chấp nhận thành tông tông không hiểu sao vẫn có người chịu bầu cho bà này thưa quý vị đúng là một lò mà ra bà ta cũng sử dụng y các chiêu cũ của đảng dân chủ ngồi sổn trên luật pháp ghét ai là cứ tống vào tù Gần đây, thì dân mạng nháo nhào một vụ nạn nhân vô tội sau hơn 18 năm ngồi tù vì Kamala Harris được trả tự do và sắp được đền bù 3,5 triệu đô. Karamat Conley, một người đàn ông da đen bị cách án oan về tội giết người vào năm 1989. Sau 18 năm ngồi tù, bằng chứng đã hoàn toàn cho thấy anh ta vô tội. Thế nhưng Kamala Harris từ chối trả tự do cho anh ta và đưa anh trở lại phiên tòa. Conley nói rằng, Kamala đã hủy hoại cuộc đời tôi, rất nhiều thứ trong đời tôi, và mô tả Kamala là kẻ cơ hội. Conley, 40 tuổi, khi bị nhốt vào năm 1992, anh ta bị kết tội và tòa tiên án cho anh ta hai bản án chung thân không ân xá vì vụ bắn chết Russell Johnson và Charles Hutchins năm 1989. Phải mất nhiều năm, nhưng với sự giúp đỡ của Innocency Project và một số luật sư, người ta đã tìm ra mối liên hệ giữa các thám tử đã buộc tội ai đó về tội giết người và vụ án của Connie. Các luật sư đã đưa vụ án của anh trở lại tòa và đến năm 2010, thẩm phán Malamuli ra phán quyết rằng anh đã bị kết án oan và phát hiện ra rằng nhân chứng chính của bên công tố đã nói dối trên khán đài và văn phòng biện lý quận của Kamala Harris lúc đó đã biết rõ chuyện nói dối này. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, thì nhân chứng ngôi sao Clifford Post đã thực sự thú nhận rằng anh ta đã bịa ra những cáo buộc khiến Conley phải vào tù và thừa nhận nỗi sợ bị bỏ rơi đã đẩy anh ta đến điều đó. Thẩm phán ra lệnh trả tự do cho Conley, nhưng Kamala Harris đã can thiệp và đưa anh trở lại xét xử vào tháng trước với tư cách là luật sư hạt San Francisco. Conley nói rằng, nếu Kamala không chơi những trò đó, tôi đã có thể bước ra khỏi nhà tù mà về thẳng nhà mình. Karamas Conley cuối cùng đã được bồi thẩm đoàn xóa tất cả mọi cáo buộc sau những đòn hủy hoại bằng phán quyết tòa án của Kamala Harris. Cách đây vài ngày thì có thông tin cho rằng Conley sắp được hạt San Francisco trả 3,5 triệu đô vì sự bất công mà Kamala Harris đã gây ra cho cuộc đời anh. Cuộc di cư của chính quyền Biden-Harris khiến người Mỹ trở nên vô gia cư. Kính thưa quý vị, theo một báo cáo ngày 28 tháng 7 trên tờ Washington Post, ngày càng có nhiều người lao động Mỹ trở thành người vô gia cư trong bối cảnh Biden-Normist Báo cáo này cũng lưu ý rằng các chuyên gia chính sách thừa nhận rằng cuộc khủng hoảng người vô gia cư đang trở nên tồi tệ hơn do các chính sách ủng hộ di cư của đảng Dân Chủ. Tờ Washington Post viết vào ngày 28 tháng 7 rằng, họ cho biết làn sóng người di cư gần đây cũng làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn, cũng như chi phí thuê nhà tăng đột biến sau đại dịch. Mối liên hệ này đang được các chính trị gia đảng Cộng hòa, bao gồm Tổng thống Donald Trump và Carrie Lace, ứng cử viên đảng Cộng hòa cho một ghế thượng viện tại Arizona lên tiếng. Bà Carrie Lace nói vào ngày 18 tháng 7, Chúng tôi có 12 triệu người đổ xô đến, họ phải sống ở đâu đó và chính phủ đang xây dựng cho họ, đôi khi là khách sạn, đôi khi là trợ cấp cho họ tiền thuê căn hộ. Chúng tôi phải cạnh tranh với họ để có được những căn hộ đó. Khi có quá nhiều nhu cầu, giá cả sẽ tăng lên. Đó chính xác là lý do tại sao nhà ở không đủ khả năng chi trả đối với những người trẻ tuổi nguyên nhân trực tiếp của vấn đề này là chi phí nhà ở tăng nhanh hơn tiền lương theo các cuộc phỏng vấn về nơi trú ẩn và số vụ trục xuất và tình trạng vô gia cư gia tăng trên khắp cả nước tình trạng vô gia cư vốn đã ở mức cao kỷ lục vào năm ngoái dường như đang trở nên tồi tệ hơn đối với những người có việc làm vì nhà ở ngày càng xa tầm với của những người có thu nhập thấp Bài viết của tờ Washington Post đã trích dẫn lời của một số người Mỹ đang đi làm nhưng vô gia cư trong nền kinh tế có tỷ lệ di cư cao, lạm phát cao và mức lương thấp của Biden. Aaron Ritz, 22 tuổi, người kiếm được 21 đô la một giờ tại một nhà kho của Amazon gần Nashville, cho biết Tôi làm việc 50 giờ một tuần và vẫn thực sự khó để theo kịp. Thậm chí tôi phải trở về chiếc SUV Hyundai của mẹ mình để ngủ. Anh ấy chia sẻ ghế sâu với chú chó lắp đen của họ Stella, trong khi mẹ anh ấy ngủ ở phía trước. Deborah Bauer, một người trải lông cho chó ở Sam Ramon, California, đã trở thành người vô gia cư kể từ tháng 10, sau khi các đợt điều trị ung thư vú đã tiêu tốn 100.000 đô tiền tiết kiệm của cô. Ngày nay, cô ngủ trong chiếc SUV nhỏ của mình, nơi cô đổ xe trong bãi đậu xe của rạp chiếu phim hoặc trong những phòng khách sạn giá 95 đô la một đêm, nơi cô thường mang theo chú chó của mình, Bean, cũng như những chú chó khác mà cô trông qua đêm cho khách hàng. Kể từ năm 2021, thì các phó tướng của Biden đã chào đón hơn 10 triệu người di cư hợp pháp và bất hợp pháp. Hay nói cách khác là cứ một người di cư thì có một trẻ sơ sinh ở Mỹ. Chính sách Biden Nomad có chủ đích đã làm giàu cho các nhà đầu tư bằng cách kiềm hãm tiền lương và năng suất của người Mỹ, trong khi thúc đẩy lạm phát và chi phí nhà ở trên toàn quốc. Các quan chức ngân hàng Hoa Kỳ đang thừa nhận thiệt hại do chính sách Biden Nomad gây ra. Trong ngắn hạn, nhập cư thực sự có thể giúp ích vì thị trường lao động trở nên lỏng lẻo hơn vì có nhiều người hơn. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell nói với Thượng nghị sĩ Judy Vance tại phiên điều trần của Thượng viện, nhưng bạn đang nói về nhà ở cụ thể. Tôi chắc chắn rằng có những nơi trong nước mà những người mới đến đất nước sẽ góp phần làm cho thị trường nhà ở vốn đã eo hẹp. Những người di cư của Biden cần một nơi để sống và làm việc. Họ đến Hoa Kỳ có thể cũng làm tăng nhu cầu về nhà ở. Nell Kaskari, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis cho biết vào ngày 7 tháng 5. Kết quả bao gồm tiền thuê nhà cao hơn và lãi suất thế chấp cao hơn có lẽ lãi suất trung lập cho thị trường nhà ở sẽ cao hơn so với trước đại dịch. Theo một nghiên cứu vào tháng 7 về dữ liệu tháng 1 tại Diomite.net, tình trạng vô gia cư đang gia tăng chủ yếu ở những người nghèo có việc làm dọc theo bờ Tây và Đông Bắc. Nghiên cứu này làm nổi bật sự khác biệt giữa những người quá nghèo để thuê căn hộ và những người quá nghiện ngập hoặc tan tật đến mức thậm chí không thể tìm được căn hộ. New York gần đây đã có sự gia tăng lớn về tình trạng vô gia cư không mãn tính được bảo vệ. Sự gia tăng ở California là tình trạng vô gia cư mãn tính không được bảo vệ. Nghiên cứu đưa ra dữ liệu về tình trạng vô gia cư tại nhiều thành phố, bao gồm Denver, nơi tình trạng vô gia cư đã tăng vọt, mặc dù thị trưởng thành phố đã mời ít nhất 20.000 người di cư nước ngoài vào thành phố. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay do Emily và cộng sự thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV Epoch Time.